trong sáng nay, sau khi xem xét và cho ý kiến về các thảo luận của các đoàn đại biểu xung quanh danh sách của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử nhân sự cho chức danh Chủ tịch nước, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín. Theo kết quả kiểm phiếu, 452 đại biểu trong số 483 đại biểu có mặt đồng ý bầu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, chiếm tỷ lệ 91,5% tổng số đại biểu Quốc hội. Ngay sau đó, với trên 93% số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Đại tướng Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tuyên thệ trước Quốc hội. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi, Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực làm hết sức mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Xin cảm ơn. Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ xúc động, cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch nước, dành cho ông tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp. Với niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi nguyện làm hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị chủ tịch nước tiền nhiệm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động tích cực hội nhập, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội trên thế giới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã cảm ơn nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các Chủ tịch nước tiền nhiệm đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hết lòng, hết sức vì đất nước, vì nhân dân. Đồng thời tặng bó hoa tươi thắm chúc ông Trương Tấn Sang và gia đình hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.